câu, các câu ngữ pháp. Thứ 432 trở thành 422. Quỳnh 141, Sam 423, Khoa 412. Tiến 423, Tú 424. Huyền 423. Chúng ta chữa này. Câu 26. Nanayaku nin ijo iru kokkai giin o eraste toyu koe ga aru. Có những cái tiếng nói đấy, có những cái lời phát động giảm nhá, đúng không, là giảm này, giảm cái đại biểu quốc hội đấy mà có hơn 700 người. Nào, nếu là TAG đựng là gì mọi người? TAG đựng nghĩa là gì? Làm cho ai đó. Đúng rồi, TAG đựng là mình làm cho ai đó, đúng không? Hợp lý được cái này không? Không đúng. Không. TMD là gì? Đến mức TMD đến đến mức, đúng không nhỉ? Đến mức. Đấy. Mình gì nhỉ? Mình có một cái sự việc phía sau, mình chấp nhận nó đến mức mà mình phải làm một cái điều phía trước, cũng không hợp lý. Tehazimete. kể từ Thì sau sau khi khi nhận ra. kể từ khi, đấy, kể từ khi thì tại sao phải là một cái cảm nhận được. Như vậy đều không hợp lý, đúng đây phải là bốn tehoshi. Tại sao lại tehoshi? Tehoshi nghĩa là gì các bạn? Muốn ai Mong đó làm muốn gì? người khác Muốn làm. ai Đúng đó rồi, làm mong gì? muốn ai đó làm gì. Thì có rất là nhiều cái lời gì nhỉ, có những cái lời mà họ mong muốn một ai đấy, đúng không? Nói có thể nói chung chung, không trực tiếp cái người người nào thực hiện ra đấy sẽ là TOC nhá. Mong muốn họ sẽ gì nhỉ, sẽ giảm cái lượng số lượng đại biểu quốc hội quá đông như thế. Như vậy câu số 26 sẽ là 4 này. Câu 27, ka các cử nô ne sage gakusei wa defure o jochou shiteru dearou. Ni kataku nai, ni sugi nai, ni tae nai và ni kagira nai. Nào, mọi người có biết từ gạt sen này nghĩa là gì không? Không đọc là gô sen nhé, gạt sen. Chiến Nó là cuộc chiến, cuộc chiến, cuộc cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh về giá, đúng nhỉ? Cuộc cạnh tranh giảm giá sản phẩm ấy. Thì có lẽ nhá, defure có ai biết là gì không? lạm phát, lạm phát đúng không? Lạm phát, Không, defure không phải là lạm tăng phát các phát, bạn ạ. cái này là tăng phát, Defure nó là giảm ngược, phát. giảm, tăng gợi nhập, ngược Còn với còn giảm lạm phát, phát là từ gì các bạn? inflation, Đúng rồi, inflation. ngược. Inflation là nó tăng giá quá mức nhá. Còn đây là defure là giảm giá quá mức, là giảm phát. Từ jocho này là gì các bạn? Tôi chủ là Kéo Jocho khiến cho là thúc đẩy, đúng không nhỉ? Đấy. Nào, cái cuộc cạnh tranh về cái cuộc chiến giảm giá ấy, thì có lẽ nó thúc đẩy cái việc giảm phát, rõ ràng đúng không? Giảm giá mà thì chả là đang gì nhỉ? Đang đang trợ giúp, đang thúc đẩy cho cái này. Nào các phương án nhá. Một, ni katakunai, các nhớ ngữ pháp này nghĩa gì không? không khó để không Đúng khó để rồi, hiểu không khó để. Ví dụ không như là rikai suru ni katakunai, không khó để hiểu, đúng không? Hay là satsuru ni katakunai, không khó để nhận ra. Đấy. Nisuginai chỉ chỉ là, chẳng qua chỉ là, không gì khác. Đúng hay sai? đúng không? Đúng, đúng, đây là hai nhá. Đấy. Nó chỉ là gì nhỉ? Cái một cái hình thức khác đi, một cách nói khác đi thôi. Câu 3, nitae nai. Đáng thì Không làm đáng. gì à, Ni tae không đáng thì nai làm là gì đáng hay không đáng, đúng không? Tae nai là không không đáng. Sai, không dùng như thế này. Ni kagira nai. không phải không phải đi Ừ? Nikagira này đi chưa hẳn là đấy là cái cái họ câu này gì họ ạ? quá nhiều nên mọi người dễ nhầm. Đấy là chưa Ôi hẳn dồi nó là dễ hả? tố ạ. Tố ạ Kagira này. Như thấy Đây này này. không dừng lại. Đúng Không rồi, chỉ không dễ Nikagira hẳn. này là không dừng lại ở cái gì đó. Thật ra ấy, đúng ra nó phải là ni Kagita koto de wa nai cơ. Chứ còn gọi là ngữ pháp Nikagira này thì nó cũng không 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 được dùng nhiều đâu nhá. Cô tổ đấy bạn này, đây. Hay là chúng ta có Nikagirazu, chính là Nikagiranai ở dạng gì nhỉ? Ở dạng lực câu ấy, không chỉ mà còn. Như vậy là đều không hợp lý, đúng phải là hai. Cái cuộc cạnh tranh giảm giá này ấy, nó chỉ là đang, đúng nhỉ? Chỉ là đang thúc đẩy cổ suý cho cái sự giảm phát thôi. Câu số 28.
Obede doniu sariteru samatamu wa Asia dewa mada kuni ga oi. Samatamu là gì các bạn? Kỳ nghỉ hè. Thời gian nghỉ hè. Thời gian hè à, đúng không? Nó chưa hẳn là nghỉ đâu. Nó là cái thời gian xác định đâu là mùa hè ấy. Lúc nào nó bắt đầu, lúc nào nó kết thúc. Ở cái thời gian mùa hè mà các nước Âu Mỹ đang áp dụng thì ở châu Á nó vẫn nào nhiều nước làm sao đấy, đúng không? Thử nhá, một nào Doniu Cesaru Enai có nghĩa là gì các bạn? Đành phải áp dụng. Áp dụng có đúng không? Không tại sao không đúng? Có Mada. Đúng rồi, có Mada. Mada thì phải là chưa, đúng không? Đấy, như vậy là một là phải là sai này. Hai Doniu Cesaru là gì đây nhỉ? Chưa đúng không nhỉ? Vẫn chưa áp dụng, đúng ở đây là hai cái một từ mang tính ý phủ định nhá. Đấy, các bạn biết tại sao nó lại là xê dưới ni y được không? Nó chính là y được đây là cái sự tồn tại, đúng nhỉ? Tồn tại trong trạng thái như này. Đấy, có nghĩa là vậy. Đúng đây là hai, thực ra số 3, số 4 chọn được ngay, loại được ngay vì sao biết không? Hai cái như nhau. Như nhau. Dưới ni họ cái này, dưới ni họ sứ ma này, không làm thì không được hay là không làm thì không xong, đều là phải làm, buộc phải làm nên là loại. Như vậy đúng là 4 2 2. Tiếp theo. Thoa 132 thứ 332 Tư 133 Sam 331 Tú 222 232 Như Quỳnh 432 Hà 233 thứ 432 Tiến 132 Quyền 232 chữa nhá. Câu 29 tổ cư cao am mà cư phủ gấp e en ni sankoku seisaku o tori tsukeru nado fukano nào chúng ta xem từ này mọi người có biết nghĩa là gì không? Tokugawa à, Tokugawa, đúng rồi. Tokugawa mà là cái chế độ mạc phủ đấy. Cái thời mạc phủ Tokugawa ấy, đúng không nhỉ? Nào, cái kiểu mà cái kiểu mà gì nhỉ? Chế độ mạc phủ Tokugawa sẽ gì đây? Sẽ tiếp tục đấy, tiếp tục cái chính sách gì mọi người? Bế quan tỏa cảng. Đúng rồi, bế quan tỏa cảng, đúng không nhỉ? Đóng cửa đất nước một cách vĩnh viễn ấy. Thì Fukano thì không thể nào nhá. Một nikimate ita nghĩa là gì? Đã quyết định à? Nhất định. Không phải. Các bạn quên ngữ pháp này rồi, không phải là đã quyết định đâu. Nó là chắc chắn. Ừ. Là một cái phán đoán. Bình thường ấy hay dùng nikimate iru.
là cái phán đoán ở hiện tại của mình, nhưng mà đây là một điều trong quá khứ rồi thì người ta dùng cái phán đoán trong quá khứ, người ta phán đoán rằng là cái việc duy trì cái này ấy, chắc chắn là điều không thể. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng, đúng rồi, đáp án đúng là một nhá. Phán đoán trong quá khứ, đúng nhỉ? Hai, Nikakawata. Tại sao không được? Liên quan. Liên quan. Không phải. Thực ra là các bạn hay dùng cái dạng thức là gì nhỉ? Ngửi thấy mùi ốm các bạn ạ. N1 ni kakawaru N2. Đúng không? N2 liên quan đến N1, đúng nhỉ? Ví dụ như là inochi ni kakawaru mondai, đúng nhỉ? Vấn đề liên quan đến sống chết. Ni kotai ta là gì đấy? Đáp ứng. Đáp ứng, đúng không? Ừ, đáp ứng. Ví dụ như là kitai ni kotai ta do ryo, cái nỗ lực mà đáp ứng lại kỳ vọng. Ni shite ta đã quyết định làm. Nishite ta là chọn cái gì đó thành cái gì nhá. Chọn này hoặc là biến cái N1 thành N2. Đây thông thường nó là dùng gọi tức là N1. O N2 ni, đúng nhỉ? Shite ta. Thực ra nó thường là hay là shita hoặc sử dụng, có nghĩa là biến N1 thành N2. Đây không đúng. Như vậy đúng là phải là một. Một cái phán đoán, đúng nhỉ? Chắc chắn là cái điều này là điều không thể. Câu 30. Kare wa bunshō migaku tame ni Natsume Soseki wa Natsume Soseki no Sosetsu wo yomu rashi. Anh ta nghe nói là để mài giũa khả năng văn chương thì đọc tiểu thuyết của tiểu thuyết gia Natsume Soseki. Nào, các phương án nhé. Một, Toyu Monoda là gì mọi người nhớ không? Toyu Monoda là trong suốt này. Không, Toyu Monoda là đúng là, nó đúng là, ví dụ này. Konnan đúng nhỉ? Konnan na toki. Đấy. Tasuke au. Sore ga đúng nhỉ? Honto no tomodachi toyu mono da. Đúng là lúc khó khăn mà giúp đỡ nhau ấy thì đấy đúng là bạn bè. Nihonka naranai là gì? Chính là không vấn đề. Chính là đúng không? Không gì khác, chính là ví dụ như là kono kuni o tasaeru no wa kimitachi ni hoka naranai. Những cái người mà sẽ nâng đỡ đất nước này không ai khác chính là các bạn. Cũng không hợp lý với cái động từ yomu đúng nhỉ? Câu 3 yonishite ru là gì nhỉ? Cố gắng. Cố gắng để... đang cố gắng, hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý, đúng rồi, đúng là 3 nhá. Monogaru tại sao loại đi không? Có cảm giác. Có cảm giác, sai, đúng nhỉ? Itamu monogaru là có cảm giác đau lòng, đúng, đúng. Đây phải là san bằng. Câu số 31. Chichioya ga ensutsuka datta kara kanojo wa gekidan ni haita. Bởi vì bố là diễn viên cho nên là cô ấy đã vào đoàn kịch, vào gánh hát. Cho nên thành ra là cô ấy đã vào thì phải là mấy? Hai. Hai, đúng rồi. Cô tổ đà là gì các bạn? Cô tổ đà là nên. Cô tổ đà rất nhiều nghĩa đúng không? Cô tổ đà rất nhiều nghĩa, nhưng mà nên thì nó về đức cô tổ đà nhá. Còn về tà cô tổ đà ấy thì nó mang nghĩa là thật là, nhưng mà nó phải dùng cái động từ mang tính chất diễn tả tính chất, ví dụ như là cô mắt tà cô tổ đà thật là khó khăn đấy, chứ không phải là hai tà động từ thể hiện hành động bất kỳ mà đi được với cô tổ đà. Mono đà cũng rất nhiều nghĩa, nhưng đi với về tà thì cũng chỉ có một cách sử dụng, đó là thường làm trong quá khứ, đúng rồi, thói quen quá khứ. Không thể là cô ta thường đi vào trong đoàn kịch đúng không? Đây là tham gia một lần, đấy, không phải là monoda. Bekida là sao? Nên beta bekida. Nên đúng nhỉ? Nên làm gì nhưng không đi với beta nhé, phải đi veru. Như vậy đúng là 1 3 2. Thấy có mấy bạn đúng đấy. Câu 32. Đây là câu về kính ngữ này. Các bạn có 30 giây. Chắc có hai câu đúng nhau đi. Câu 1 với câu 2 có phải giống nhau không? Chứ gì?
khác 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 không giống. Quỷ gì mi dê kìa. Dung 4, cư 4, sam 4, tiến 2, thoa 1, minh tú 4. Gặp cái câu lạ hóa như này chỉ còn cách chọn đại, không thể biết được. Bởi vì chưa học qua. Câu A này, bù chô. Tên răng cái nó postao nó chi hô đồ. À sô, à sô. Sư ri agatara, sư gư ni mi xê tê. Trưởng phòng này, cái poster của buổi triển lãm ấy thì gì đó sau. À thế à, in xong thì cho anh xem ngay nhé. Vậy thì cái câu trước ấy người ta dùng là gì đây? Em sẽ cho anh xem. Misemas. Thì ở trong đây chỉ có một cái là khiêm nhường ngữ của misemas. Chắc biết. Đó là Ichiban. Gorani iremas nhá. Là khiêm nhường ngữ của misemas. Còn lại gorani hairimas, gorani sashi iremas, gorani sashi agemas là những cái không tồn tại. Không có những từ này luôn đấy. Chỉ có gorani iremas là kenjogo của misemas. Nên là đúng phải là Ichi. Câu số 3334. Không đủ chỗ để làm nốt kiểu kia. Câu 33 và 34, các bạn chọn như sau. Quỳnh 41, Tú 13, Dung 43, Hà 21. Thoa 43, Huyền 41. Câu 33 này. Ano kantoku no shinsaku eiga wa ei makimono hanayaka datta. Cái bộ phim điện ảnh mới của cái đạo diễn kia thì nó lộng lẫy, lấp lánh, đẹp, đúng nhỉ, rực rỡ. Đằng trước là e makimono là cái gì các bạn biết không? Tranh quận đúng nhỉ? Hô đồ là gì các bạn? Tới mức. Hô đồ nào? Cửa đại khoa. Hô đồ là cỡ đúng không? Đến mức. Zukume là gì? Toàn là. Kuro zukume, toàn là màu đen. Majiki. Majiki là không nên. Majiki là gì nhỉ? Majiki là không nên, không được. Đúng nhỉ? Đúng ở đây phải là mấy? 4. Gotoki là gì nhỉ? Như là đúng rồi, nó lộng lẫy, nó đẹp như là gì đây nhỉ, như là một cái cuộn tranh người ta vẽ xong là người ta cuộn lại. Ở Nhật cũng có cái gọi là emakimono là cái đó. Câu 34 này, aiko ka ga fuete edo jidai no ukiyo-e wa, các bạn biết từ aiko ka là gì không? Nó là Sukinahito nhá. Đấy, nó là fan đấy, cái người hâm mộ, cái người yêu thích tăng lên, nên là cái tranh khắc gỗ đúng không? Ở thời Edo ấy
Nó làm sao? Một là gì các bạn? Từ cao từ dần 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 lên trở Ờ, nên takamari ngày ngày càng đúng không? Dần dần trở nên. Nhưng mà cái động từ takamaru có đi với lại cái danh từ này không mọi người? không. Không. Cái gì nó đi Ồ. mới đi với lại từ takamaru nhỉ? Ví dụ như sóng các Tinh bạn nhá. Namiga thần. Takamaru này sóng trở nên cao hơn này, hay là có thể là từ Kanshin nhá, cái mối quan tâm, các khái niệm trừu tượng. Chứ còn một đồ vật ấy sẽ không đi với nó. Như vậy là chúng ta loại được số 1 và số 2. Số 2 nếu mà ngữ pháp Shiseido đứng cuối câu này nó mang nghĩa Sau khi phụ thuộc là gì? phụ thuộc Sau khi thì sau sẽ khi là chúng ta V bỏ V mask bỏ sự mask cộng si đài, ví dụ như là Wakari si đài là sau khi hiểu đúng nhỉ. Còn nếu mà phụ thuộc phụ thuộc thì cũng không đi với động từ, phụ thuộc đi với danh từ, là ví dụ như là gì đô điếc cự si đài đà. Còn V lự cộng với dần si dần đài ấy nó mang nghĩa là vì về vì đường về thế tả nên, đúng rồi. À, vì vậy nên tôi làm cái đằng trước đằng 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 trước của cái từ si đài ấy nhá. Ví dụ như là zutto đúng nhỉ? Gì nhỉ? Akogare teita akogare teiru kaisha nano de đúng nhỉ? Obo shita shidai bởi vì tôi đã gì đây? Tôi đã rất là mong ngóng được khao khát được vào công ty, thành ra là tôi đã ứng tuyển vào công ty dùng trong những cái văn phòng mang tính chất trang trọng chứ không dùng trong cái động từ này. Không hợp nghĩa. Hai loại, ba nào? Takakunaru ippo đoàn nghĩa là gì? xu toàn hướng đắt lên thôi, ngày càng đúng càng không, càng ngày càng đắt đắt đúng hay lên, sai? đúng Đúng nhá. đúng Đây là ba, bốn là Takakunaru hô đồ đạo đến mức đúng nhỉ, sai. Như vậy đúng đây phải là sao bảo câu cuối cùng là câu 35. Câu này bạn nào đọc cái tài liệu ngữ pháp bổ trợ CC gửi tên thì sẽ làm được. Đọc rồi mà quên rồi. Đọc là đâu, đọc phải nhớ thế thế ạ. Câu 35. Tiến 1, Quỳnh 1, Sam một, Dung một, Cư một, Thứ một, Thoa một, Huyền một. Chính xác, chúc mừng các bạn. Đáp án đúng của chúng ta là Cư Đừ Hoa. Có ai còn nhớ cái Cư Đừ Hoa này có nghĩa là gì không? Nó là động từ lặp lại. Nó là động từ lặp lại, được dùng để làm gì? Được dùng để tả mức độ, đúng nhỉ? Mức độ của hành động diễn ra liên tiếp dồn dập. Đấy. Panda Mita Mita này giống là mi tai các bạn nhé, đúng như người thứ ba. Để đi xem gấu trúc ấy thì bọn trẻ nó làm sao đấy, nó đến liên tục, nó cứ đến rồi lại đến đấy, kiểu vậy. Cách dịch nó sẽ là vậy nhá, đến rồi lại đến liên tiếp, thành ra rất là tai, rất là vất vả. À, không chỉ trẻ con mà gì đấy, người lớn cũng nhiều. Còn cứ đứa nhí hay là cứ đứa tốt đều không có. Đây chỉ có qua nghĩa là gì nhỉ? Có thể là đi với lại những trường hợp nếu nếu không phải động từ lặp lại nó nghĩa là nào là nào là. Còn nếu động từ lặp lại nó nghĩa là cái mức độ của hành động diễn ra được dồn dập liên tiếp nhá. Đúng đây phải là ichi. Tiếp theo chúng ta hái sao. Câu 36 này. Mỗi câu hái sao mọi người sẽ có 1 phút để suy nghĩ. Các bạn comment cho dây thứ tự xếp nhá.
Tiến 4132, Thứ 4132, Sam 4321, Thoa 4132, Cư 4312, Huyền 4321, Hà 4123, Tú 4132, Dung 4312. Chữ này Onte kakunin sochi noa muzukashi. Nào, trước hết cái đứng trước noa phải là cái gì? Về đựng nổ à? Thẻ thường. Đúng rồi, thẻ thường có hai cái thỏa mãn là 1 với 2, nhưng lại đằng sau là đánh giá muzukashi thì chỉ có một cái thôi, là mấy? 2. Đúng rồi, 2 nhá. Đấy, đứng trước noa có thể là thẻ thường, nhưng mà đánh giá cái việc gì là khó ấy, không thể là cái việc được phát âm là khó được, phải là việc làm gì là khó. Như vậy là chúng ta sẽ có 2 là đứng cuối cùng. 2 này. Tango ni bunkatsu suru. Nào, có từ bunkatsu là từ phân chia, phân tách. Vậy thì trước nó phải là cái gì? Danh từ. Đúng rồi, phải là danh từ đi kèm. Từ 3. Đi kèm trợ từ o. Đúng rồi, như vậy là đây phải là 3. Onse detao. Nào tiếp nào. Ở đây có ni oite. Ni oite hoa thì đằng trước nó sẽ phải là gì? Danh từ. Danh từ, đúng rồi. Như vậy là nó sẽ ở đâu, vị trí nào? Đầu sau sochi. Nó sẽ ở ngay sau sochi, đúng rồi. Như vậy là 4, đúng nhỉ? Ni oite hoa. Và đương nhiên là 1, đúng không? Sẽ ở thì sau 4, đúng không? 1 là gì nhỉ? Renzoku teki ni hatsu wa sareta. Đấy, thứ tự đúng là 4132 nhá. Câu này dịch như nào nhỉ? Thoa dịch xe câu này nào. Việc phân tích ở trong các thiết bị, ở trên các thiết bị nhận định âm thanh thì việc nó là thiết bị gì nhỉ? Thiết bị. Nó không phải là âm thanh đâu. Bởi vì có từ tang gộ thì giọng nói. Âm thanh, giọng nói đúng rồi. Thì việc trong thiết bị phân nhận tích các dữ liệu âm thanh thì việc phân tích dữ liệu âm thanh, phân tích dữ liệu âm thanh trong một đoạn đối thoại dài, một đoạn được phát ra liên tục. Liên tục thành các từ ngữ đơn lẻ, từ đơn là chuyện rất khó, là điều khó khăn. Đúng rồi, 4132 các bạn khoanh 3 nhé. Để làm được bài này thì các bạn chỉ cần xếp đúng vị trí rồi ta định đúng dấu sao các bạn làm được. Câu 3 này. Câu 37. 37 nha. Câu 37. Tiến 2143, Thứ 4132, Hà 4123, Huyền 4321, Cư 4312. Ờ, có một số bạn kéo nó không được, xin không đọc nhá. Câu 37 này. Kyusore ga jinko eisei no uchiage ni o motarashita. Là chúng ta có, thứ nhất là mọi người thấy là đứng trước cái motarashita nó phải là đáp án mấy mọi người? 3. Đúng rồi, nó phải là 3. Tại sao? Danh từ. Danh từ, đúng rồi. Mezamashi toshi kakudai, đúng nhỉ? Tiếp nhá. Đây có seiko là thành công. Vậy thì sẽ phải là gì nhỉ mọi người nhỉ?
một một đứng thành đầu. công trong Đúng rồi, một một đứng đầu. thành công trong việc gì đó, hoặc là N gã CQ cái việc gì đó thành công, nhưng đây không có cái gì gã cả, không có cái gì qua thành công cả, nên là bắt buộc là một phải đứng đầu tiên. Đấy. Như vậy là chúng ta cho được một đầu tiên nhá. CQ chi tà cô tổ a đúng nhỉ? Vậy còn còn 2 với 4 thôi. Thì như nào? 4 trước 2 nhé. 2 trước 4. 4 trước 2 hay 2 trước 4? Ngành khoa học có bao gồm cả việc Đúng rồi, ngành khoa học có bao gồm cái này, đúng nhỉ? Đấy. Với lại gì nữa biết không? Bởi vì này, no đằng sau. đầu tư vào cái gì đó ở hoặc là gì đấy, hoặc là thì có nô đằng sau phải là cụm danh từ. Đấy, như vậy đây phải là mấy? 4 ư chư cai hát sứ bộ cứ cư mự hai là gì nhỉ? Si gen ca gác cự kênh kiu eno. Đấy. Nào, thứ thì kiến thêm câu này nhá. CC cái việc mà thành công trong cái cái việc mà Liên Xô cũ ấy thì đã thành công trong việc là bắn vào Phóng vệ tinh nhân tạo. nhân tạo ấy thì đã đem tới một cái khoản đầu tư khổng Nó không phải đem lồ. tới khoản đầu tư em ạ, nó đem tới cái sự mở rộng, đúng không? Đem tới cái sự mở rộng đầu tư Đúng tới rồi, sự nghiên cứu khoa học tự nhiên là bao gồm cả phát triển vũ trụ. đúng rồi. Cụ thể ra nó là gì nhỉ? Cái sự mở rộng đầu tư Mezamasi, chưa dịch cái từ này, Mezamasi đáng kể nổi bật nhá. Rồi tiếp theo câu 38. Ồ, câu 38 này tưởng đơn giản mà lại các thí sinh lại comment chậm hơn các câu kia. Câu 38. Sam 1 2 4 3, Tú 3 4 2 1. Thoa 3 4 1 2. Hai một đến giờ. Huyền 3412 chữ này. Câu số 38. Mokutan ga ima ikiteru shokubutsu kaseki nenryo de aru no ni taishite sekitan wa kara eraru nenryo de aru. Câu này thì câu là dịch nghĩa thì sẽ nhanh hơn, Đơn giản mà. đúng không? Câu này là gì nhỉ? Đây là than củi đúng không? Than củi Than củi này, là loại nguyên liệu thấy được có than được củi từ nhá, đây thực là gì vật. đây? Thực vật đang sống đúng chưa? Thực vật đang sống. Đây là gì đây? Nhiên liệu hóa thạch đối lập với này than đá này đúng không? Có thể nhận được từ nhiên liệu, thì câu này thực ra rất đơn giản đúng không? Là gì đây? Đối lập với đúng nhỉ? Đối lập với than củi là loại nhiên liệu Loại mà loại nhận nhiên được liệu. từ thực vật đang sống, thì đúng không? Than đá là nhiên liệu hóa thạch. Đấy, như vậy sẽ phải là mấy? Ba này, cà đá E là đây đúng không nhỉ? Nên được là Rồi. 4 nên điều DR
Tiếp theo là một, nonitaiste. Đây nha. Và số 2 là sekitawa. Đấy. Ngữ pháp nonitaiste có nghĩa là đối lập. Đối lập với điều đằng trước thì điều đằng sau. 3, 4, 1, 2, chúng ta khoanh 1. Tiếp theo câu số 39. Câu 39 này. Thoa 2431, Sam 2431. Thứ 1324, Tiến 2431. Hà 2134, Cư 2431. Tú 1324, Huyền 1324. Câu 39. Hito genomu kekaku no nanna ni o kaimei surukoto ni aru idenshi no ki no kyūkyoku no mokuyō wa ni okeru kenkō ya byōki. Chúng ta có này, mọi người biết cái từ hito genomu nó là gì không? Nó là bản đồ gen người nhá. Hito genomu kekaku là cái kế hoạch hoàn thiện cái bản đồ gen người ấy. Chức năng gì nhỉ? Chức năng di truyền này, chức năng của gen di truyền này, mục tiêu cuối cùng này, niệu kê là ở tại này, sức khỏe và bệnh tật. Nào, các bạn thấy này, thực ra cái này mà lập luận ấy rất là dài, bởi vì sao mọi người biết không? Đứng trước cai mê là danh từ, vậy thì có mấy cái danh từ phù hợp đấy? Hai cái là một với bốn đúng không? Đứng sau kê các cự, nô là danh từ, có mấy cái phù hợp? 3, 1, 2, 4 đấy. Với những câu này thì thôi, đọc xong là đoán đoán nghĩa ra. Chứ nếu mà ngồi mà phân tích theo kiểu nãy CC cứ bảo là cái gì đi với cái gì thì lâu lắm, mất thời gian, phải thử hết các trường hợp. Còn nếu như mà không biết nghĩa thì buộc phải làm theo cách đấy rồi. Nào bây giờ nhá, chúng ta xem này. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy có gì? Chúng ta thấy có là N1 nghĩa ok được N2 đúng không nhỉ? Đấy, là một cái gì đó nó nằm trong lĩnh vực rộng lớn hơn ở N1. Vậy thì các bạn thấy là trong đây nó sẽ là cái nào là phù hợp? N1 là sức khỏe và bệnh tật. Khả năng di truyền. N1 nó sẽ là 1 ạ. N1 nó sẽ là 1. 4 chứ. 4 ít ạ. N1 là 2. 1. 2. 2. Nào chúng ta thấy có số 2 là gì đây? 4,4. Câu này nó loạn xì ngậu cả gì à, cả các trường hợp lên. Nào thử xem nghĩa sơ sơ của nó nhé. Đây là mục tiêu cuối cùng. Cái mục tiêu cuối cùng nào đã liên quan đến mục tiêu ấy thì nó phải ghép cái gì mọi mục người tiêu biết không? Mục tiêu cuối cùng một kế hoạch em. Đúng rồi, mục tiêu cuối cùng kế hoạch. Đấy. Như vậy là cái này phải cho 2 đằng sau cái số đầu tiên, hai sau cái đầu tiên đúng rồi. Kyūkyoku no mokuhyō. Rồi, như vậy là cố định được 2 đây thì đơn giản hơn nhiều rồi đúng không? Còn mấy? Còn 4. À thực ra cái này.
Cái này là gì nhỉ? Cái này là kiểu sếp Không quan trọng. không quan Ok, trọng đi ở đúng giữa. không? Đi thi đôi khi nó có một vài câu như vậy đấy đúng không nhỉ? Nhưng mà thử xem nào. Làm sáng tỏ bệnh tật và sức khỏe trong chức năng di truyền, hay là làm sáng tỏ chức năng di truyền trong bệnh tật và sức khỏe? Chức năng di truyền đấy, Chức năng di truyền làm trong sáng tỏ chức năng đấy, di đúng rồi, làm sáng tỏ chức năng di truyền trong sức khỏe và bệnh tật nhá. Đấy, 4 kênh cồn giáp của Yoki đúng nhỉ, 3 là ni ok rự này, nhưng mà ni ok rự vẫn ở đây, và thứ một ba cuối. là idensino kino đúng nhỉ, làm sáng tỏ chức năng di truyền trong bệnh tật và sức khỏe, 2 4 3 1 của sang bằng. Ủa? Tiếp theo câu số 40. Câu 40 này. Thoa 3 4 1 2, Sam 4 1 3 2. Cư 4 1 3 2, Hà 3 4 1 2, Tiến 4 1 3 2. Thứ 4 1 3 2. Huyền 4 1 3 2. Câu 40 nhá. Robot tổ game của tổ Program Gengo である Niyote Kizutsu Dekiru Robot Roboto no Dosa ga Merechi to Suchi. Nào chúng ta thấy có Niyote, nó sẽ đứng sau cái gì mọi người? Nó chỉ đứng sau được một từ duy nhất thôi. Từ 4 sau 4. 4 đúng rồi, đứng sau danh từ. Đấy. Merechi to đúng nhỉ? Suchi đằng sau là một. Niyote. Tiếp nhá. Mình có gì? Mình có Roboto no Dosa ga và Kizutsu Dekiru. Vậy thì là gì nhỉ? Có thể gì nhỉ? Đây là Kizutsu Dekiru, phải là có thể gì đây? Có thể mô tả, có thể ghi lại một cái gì đó. Chứ phải là mấy? ba Đúng rồi, 3. hai Roboto no Dosa ga đúng nhỉ? Và 2. Kizutsu Dekiru. Sẽ nặng ra các bạn ạ. mãi chưa khỏi chứ gì à, Ồ, đúng rồi. thiếu 4, vitamin 1, 3, Y 2 này. Nào câu nghiệp này thì quá. dịch như nào nào? Thế xem mời Tú nào dịch cái câu này nào. Cái gì ạ? Dịch cho cái câu 40. Ngôn ngữ của Roboto là một cái ngôn ngữ mà nó có thể ghi lại được, à, nó là một cái chương trình ngôn ngữ mà có thể ghi lại được cái động tác của con robot bằng mệnh lệnh và cái gì kia ở trên đây. Bằng các chỉ số Là bằng các chỉ số và mệnh lệnh. và mệnh lệnh và chỉ số lệnh, đúng rồi. Rồi tiếp theo nhá, đục lỗ này. Cách làm đục lỗ như sau, đó là Sensei sẽ Nhờ các cho cụ. 1 phút để chọn đáp án cho cái vùng đó, Ừ. sau đó thì chúng ta sẽ chữa, sau khi làm hết 5 câu thì chúng ta sẽ chữa cả bài. Bắt đầu câu đầu tiên.
Rồi, đi thi cái bài này ấy, mọi người có làm đến ấy, mọi người chỉ có thời gian là 5 phút để làm thôi nhá. Đấy là lý do tại sao lại cho các bạn cả cái bài đoạn dài dài này chỉ cho 1 phút để chọn. Đấy, không có thời gian nhiều để nghĩ ngồi dịch từng từ từng chữ đâu. Tí nữa cái phần đấy chúng ta sẽ dịch sau thì không nói, nhưng mà lúc làm bài thì sẽ không có nhiều thời gian để làm cái bài này. Thế nào? Cư 4, Thoa 4, Sam 1, Dung 4, Tú 1, Thứ 4. Rồi tiếp theo nhá, câu 2. Hà 1, Tú 1, Cư 1, Thứ 3, Sam 1, Thoa 1. Huyền 1, Tiến 1. Tiếp theo. Câu số 3. Cư 4, Hà 2, Sam 2, Tú 4, Tiến 4, Thoa 4. Câu tiếp theo.
Câu 4 của bài này. Sam 2, Hà 2, Cư 4. Sam 3, Hà 4. Ơ. Quay xe à? Kim 2, Cư 3, Tú 1. Câu cuối cùng nhá. Sam 2, Tú 2, Hà 2, Thoa 2, Tiến 3, Thứ 2, Cư 2. Rồi như vậy mọi người đã làm mọi người đã làm xong bài này. Bây giờ chúng ta sẽ chữa. Các bạn dịch cho Sensei này. Dịch, cố gắng dịch nhanh nhá. Lúc nào Sensei thấy chậm quá Sensei lại đẩy tốc độ bằng cách Sensei dịch. Thoa nào dịch trên đoạn đầu tiên nào. Ở các trường tiểu học, trung học mà đang thực hiện kiểu cung cấp bữa ăn chưa? Đúng rồi, cung cấp bữa ăn. Thì việc mà cung cấp bữa ăn có cơm đang phổ biến. Đúng rồi, đang phổ biến, đang mở rộng. Trường 99,9% các trường 99,9%. Tư lập, các trường tư lập, công lập và quốc lập thì đang tiến hành đang tiến hành cái này. Và số lần cũng bình quân khoảng một tuần 3 lần vào ở trên toàn quốc vào năm 2017. Trong bài trong công bố về vào tháng trước của cái văn bộ, nó là một bộ đấy, bộ gì có biết không? Cái bộ này nó dài kinh khủng khiếp. Văn bộ Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Nhìn cái gì theo phát biểu về tháng trước của họ thì vào hồi năm 2008 thì thậm chí đã tăng thêm một tuần, tăng thêm lên à? Không, không phải tăng thêm, tăng lên sao đấy, tăng lên mức, tăng lên mức một tuần 3,1 3,1 lần à? Tuần. Tính lẻ là thế, em tưởng là tuần. Phải tính lẻ chứ làm sao mà lần lúc nào chẳng được, đúng không? Nó bình quân mà, tính các trường lại với nhau. Đoạn thứ hai nhá, Tú nào. Cái cúp pê pan kia là gì ở trên nhá? Cúp pê pan nó là bánh mì kẹp. Vâng. Tiếp tiếp. Sau thế chiến thứ hai thì các lượng cung cấp thức ăn của các trường học bắt đầu chú trọng vào những cái sữa không đường và bánh mì kẹp. Không phải sữa không đường em ạ, sữa đây không phải là đường, đây là chi là chất béo đúng không? Đúng rồi, sữa tách béo, sữa bột tách béo, sữa không có chất béo và bánh mì kẹp.
Các bữa ăn ở trường nó như vậy thì nó làm sao? Và nó thay đổi về hình dạng Cái chữ này có nghĩa là gì nhỉ? Tính chất, là bản chất, bộ mặt nó thay đổi hoàn toàn về cái gì nhỉ? Về cái tính chất của nó. lá sao nhỉ? Có nghĩa là tính chất của bữa Ngày ăn trước ấy, đi ăn bản chất của bữa gạo. ăn ấy Trước nó đi ăn thay gạo đổi. ngày trước ăn gạo thì bây giờ ăn bánh mì với uống sữa. Vâng. Vâng. Sao đây kêu yeah. Phương pháp. Các phương pháp cung cấp bữa ăn ở trường học đã được cải thiện. Sau khi nào cái phương pháp đúng không, cái phương pháp Vâng. cấp các suất ăn ở các trường đúng nhỉ, mà Sau cái mà khi đã cải được gì thiện đấy, cái mà đã được cải thiện đấy thì vào mùa xuân năm ngoái đúng không, đã được thực hành từ mùa xuân năm ngoái đã được thực hiện vào mùa xuân năm ngoái này. và cuối cùng nó cũng à dù là tự thể Tự bản thân nhá, tự bản tự thân bản thân cái mục đích của cung cấp bữa ăn ấy thì nó cuối cùng nó cũng đổi thành đổi từ. đổi từ cải thiện dinh dưỡng sang Sáng dạy ăn ấy. giáo dục dinh dưỡng, sục cứ ý cự giáo giáo dục dinh dưỡng giáo em ạ, giáo dục dinh sục dưỡng đây là là gì ăn này đúng nhỉ, nó là chính là sục cứ hình sục cứ giáo dục điều ăn uống, nô kêu ý cự đấy đúng nhỉ. Giáo dục về ăn uống, giáo dục về dinh dưỡng. Rồi tiếp theo nhé, xin mời lãng Tiến nào, Tiến gì sẽ đoạn tiếp nào Tiến. rồi. Và cái mà thuần ăn có cơm Từ nô thay cho từ gì em? năm Năm đúng rồi, năm vâng mà. cái năm mà suất ăn có cơm đã được chính thức cung cấp Xuất hiện. xuất hiện thì nó vào xuất hiện vào năm 1976 và cũng có cái mục đích là muốn được ăn phần cơm phần gạo thừa. Có phải muốn được ăn không? Tại vì tiêu oxy mà. Muốn người ta ăn phần gạo Muốn người ta thừa ăn chứ, đúng muốn người không? ta ăn Có phải phần gạo muốn thừa không gạo mọi người, thừa lại thừa, không phải thừa. Amari Phần gạo dư nhá mọi người nhá. Bởi vì các bạn mà dịch là gạo thừa nó sẽ nghĩa nó không được còn nay đúng không? dư Cái phần gạo dư ra. câu này chọn là chẳng phải Câu này phải là chọn đúng không? vâng Đúng đây là đáp án 4. này cả Không biết tại sao chẳng phải là 4 không? Chẳng phải đây chính là đúng không nhỉ? Một chẳng gì? phải đấy chính là cái tư liệu Đúng rồi, tư liệu. Cái tư liệu học vời để tập. học tập Tuyệt đấy cái hảo. gì Tuyệt vời, đúng rồi. Suy nghĩ đến cái đến gì? đến cái lương thực Suy nghĩ đến sục cơ thành dai, phần suy đến cái nguyên liệu nấu ăn đúng không? nguyên nguyên liệu ăn và học Và và học tập những cái gì nhỉ? cái Cuộc mà sống ăn uống à? Ừ, Không phải đúng cuộc rồi sống ăn uống. Nó là cái thói quen thói quen ăn uống. ăn uống mang tính truyền thống của nước chặt Đúng rồi, phải là 4 nhá. Tại sao nhỉ? đằng Cái trước việc gì đấy? Cái việc cái chế độ này nó xuất hiện đây thì người ta cho rằng nó chính là như vậy đúng không, nó chính là một cái tài liệu học tập tuyệt vời, không thể là một. Tại sao em biết không? Đều là đồ cả. đề xuất ý kiến. Đúng rồi, đều là đồ cả, đề xuất ý kiến giống ta là đồ cả. Số 2, đều là naranai là gì nhỉ? Không trở thành, Không trở thành. Số 3, đều là iranai, không thể cứ tức là thường được nó đi với lại động từ nhá. V đều tên. là iranai là không thể cứ mãi, hoặc là gì nhỉ, dường như bạn iranai này, nay đế bạn iranai này là không thể không, ví dụ như là nakanai để bạn iranai không thể không khóc, hiếm khi nó đi với Là trước là động danh từ. từ đấy, và nếu mà đi với danh từ thì mang nghĩa phủ định là đang nói là không phải là sai, mà đây phải là chính là nó, đế bạn này cả chính là tô môi. Tôi nghĩ cái gì nhỉ, cái việc họ áp dụng cái này này chính là một cái nguồn gì nhỉ, nguồn tư liệu học tập tuyệt vời đấy, đúng phải là 4. Vậy thì khi mà làm bài ấy, chúng ta chỉ cần đọc quanh quanh cái chỗ này, còn cái phần phía trên này là gần như là không cần nhá.
lướt lướt qua qua thôi, còn cái chính ấy đó là đọc ngay trước và ngay sau. Cái bài này là sẽ làm như kiểu đấy. Nó sẽ mời Dung nào, đoạn tiếp nào. Nhưng mà đọc được Dạ. thì vẫn sai. Em đúng rồi. Ừ, Dung Dung. À, là những cái trường học mà đang thực hiện cái chính sách mà hoàn toàn 5 bữa 1 tuần ấy, cái chính sách Đúng mà ăn rồi. gạo ấy, 5 bữa 1 tuần ấy, Ăn thì cơm. trên trên cả nước á, là khoảng 5%. Và ở trong trong số đó thì cái thị trấn Sanjo nhá. Thành phố Sanjo của tỉnh gì đấy. xin Không, không xin, cái này nó không đọc là xin đâu. Niigata. Bất ngờ Nhìn chưa? Trong đó thì thành phố là Sanjo của tỉnh Niigata thì thì 3 năm là xin xét một 3 năm không, không phải, đây là năm em nhớ là năm 2003, 2003 năm đúng rồi, 2003. năm 2003 Ừ. thì năm 2003 thì đã lựa chọn cái là cái nguyên tắc ăn gạo, cái chính sách ăn gạo. Không phải là đã lựa chọn cái chính sách ăn gạo đúng nhỉ? Cô Tổ Toshi chính là cô Tổ Nisuru đấy, đã quyết định đúng nhỉ? Đã Đã quyết quyết định định cái à món gì đấy, món 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 gạo, sử dụng món gạo, cơm món cơm đúng như là rồi, nguyên tắc bắt như là nguyên tắc bắt buộc. Rồi buộc từ năm đúng nhỉ? 2008 là từ năm 2008 là đã bỏ Đúng rồi, đã bỏ 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 bánh và bỏ bỏ cái đó men đó, men 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 mì rươi mì mì miến mì nhá. miếng nhỉ. Ừ. À, đã bỏ bánh mì và bỏ miếng à, 1 tháng là 1 đến 2 lần. Không, không phải là cái mà trước Cái đây mà một một tháng là tháng đã có từng 1 đến 2 lần em ạ. Đoạn tiếp theo này, xin mời Quỳnh nào. à, cũng có những cái lo lắng là trẻ con mà ở cái gì đấy đang tăng lên những cái Nào, cô hàng chán nghĩ chán Akite. chán Trẻ à con nó sẽ chán, chán, chán chán, chán cơm. chán Chán cơm cơm thèm đất. Có những lo lắng là trẻ con nó sẽ chán cơm và năm sau đây tá bê nô và nó sẽ để thừa lại. kushi. Đúng rồi, nó sẽ để thừa lại rất nhiều. Đấy. Thực ra câu 4 2 làm rất dễ đúng không, mọi người? Đứng đầu một đoạn văn và đằng sau là dấu phẩy thì đây là câu liên từ. Để làm được câu liên từ thì chỉ cần gì nhỉ? Dịch được câu trước và câu ngay sau xem ý nghĩa của nó như nào. Vậy câu này đang có những cái lo lắng đấy như là như vậy. Về sau là gì nhỉ? Theo Tương như lai sẽ là thành. điều tra về cái những cái lượng mà ăn thừa ấy thì Ừ. cái trong cái năm nay Ừ, năm nay. năm nay thì là trong vòng từ nào cũng đã là ít hơn trong vòng 3 năm về cái Không phải ít hơn trong vòng 3 năm là chỉ có trời, trong vòng 3 năm đâu. trong vòng 3 năm thì nó là Không, ít không, hơn ạ. không phải trong vòng 3 năm. Đây là năm Trong 2003 năm 2003 nhá. Năm nay này, nó ít hơn năm 2003 đúng không? Đây là cái đơn vị của họ. Là gì đấy? ở tiểu học là 8,8 thôi, điểm 8,8 không tụ điểm. điểm 8,8 Ừ. điểm, còn trung học là 9,2 điểm. Ờ. Đã chọn được đáp án chưa? Đa gà Đúng rồi, đà gà tại sao? nó trái ngược lại, trái ngược lại so với lo lắng Đằng trước là gì đấy? Lo lắng nó để thừa đúng không? Thế nhưng mà thực tế làm sao mọi người nhỉ? Cái lượng thừa nó làm sao? Nó ít là hơn. ít hơn. Đấy, nên là trái với phải là đà gà như vậy đúng là một nhá. Nếu mà không tự tin ấy thì đọc thêm cái câu lần sau nữa đúng nhỉ? Câu lần sau là gì đấy? Chẳng phải là trẻ con đang đang tiếp nhận, Ừ, có vẻ là bọn trẻ ấy đang nó cũng có vẻ đang tiếp đang nhận. tiếp nhận Đúng rồi. điều đấy. Ariwa là gì em nhỉ? Có chăng thì Không phải, Ariwa là hoặc là A hoặc hoặc là là B. Sono uede là gì? sự là đó Ừ. trên Sono đó uede là gì mọi người? hơn thế. Không phải. Sono ueni mới là hơn thế. Còn sono uede Sau là gì? Đúng Sau tiếp đó sau đó
Chính là ngữ pháp UED đấy. Bình thường ấy người ta dùng là VTA nhá, VTA UED. Còn nếu mà người ta tách câu ấy, người ta sẽ tách thành hẳn một câu và xong chấm số nó UED sau đó, được chưa? Sonohame là gì đấy? Trái lại với cái đấy ạ. Ngược lại. Sonohame là ngược lại, trái lại. Tại sao lại không dùng với cái này được? Cái này không phải đối lập hoàn toàn. Hả? Không phải đối lập hoàn toàn là không phải. Quên đi. Hamen nó là gì nhỉ? Ok, Nó là trong một đối tượng tồn tại hai mặt đối lập nhá. Đấy, đây như đây rõ ràng không phải là không trong một phải đối là tượng hoàn tồn toàn. tại hai mặt đối lập nên là không thể chọn đúng được. Đúng là một. Đến đây đã bạn nào vẫn đúng lại cả hai câu chưa? Chắc là Chưa. có Đúng. rồi đúng không? Rồi tiếp Có. nào đoạn này. Thế xem mời Đó phải là đúng hết. cái đúng hết à? Khéo khéo. Đâu Xem đây. mời Đã Hà chữa nào. được. Điều lắm. Hà đâu, Hà đâu? Hà đâu, Hà đâu, Hà đâu nào? Dạ, có một câu nói cái gì là Câu nói là gì? cái gì, Gì? câu nói là bất nhị Ân sĩ bất nhân. Đúng. thổ mà, cái này chị thổ Shino mà Fuji đúng nhỉ? thổ. Thật ra cái câu này ấy, là cái câu mà người ta giải thích ý nghĩa đằng sau đây này. Đấy. Có nghĩa là dịch đưa ra câu Bởi sau. vì đất là Rồi, một. dịch Có một luôn câu cái nói nghĩa cần biết có câu đấy là câu nghĩa nào. Có một câu nói có nghĩa là một cơ thể thống nhất là và cơ thể của con người. Đất và cái thể con người là gì? Là y tai, là một một thể đúng không? Thể Có nghĩa là một đấy, tuy ai mà một đấy. cái cụm kanji đây là gì, xin xin cái gì mà cá Okosta Đó, đây tên người. cái Ui dồi, cái ông đấy. cái gì Nếu còn đọc cái ấy, ông tên gì đoán đấy, Ishizuka Kagen. cái ông Ishizuka của Quân y. quân Quân y y. và quân y thời đại Minh Trị đã xảy ra. Thật ra không phải dính cái này đúng không? Không phải dính cái này trước. Bởi vì sao biết không? Một nghĩa Bởi vì hay cái là này tùy ấy, nó chỉ là theo. gì đây? Nó là trợ từ gá nhé. Nó chỉ là cái chủ ngữ phụ của vế thôi. Đấy. Cái này mình phải dính cái gì trước nhỉ? Mình phải dịch cái cụm này trước này. Cái gì đó ấy, nó được sử dụng trong cái câu slogan đúng nhỉ? Cái gì được sử dụng? Cái gì cái câu nói hơi Đúng vận rồi, động chính là câu nói này này, chính là câu nói Shindo Fuji này này, đúng không nhỉ? Đấy. Là câu mà được sử dụng trong slogan của gì đây nhỉ? cái là vận động đường Hán nhé, thực dưỡng đạo vận động, cuộc vận động gì đây, cuộc vận động ăn uống thực dưỡng đúng không, ăn uống để gì đây nhỉ, để giữ sức khỏe đấy, ăn đấy để sống. ăn để sống khỏe, cái mà do ông gì đấy Ishizuka đúng nhỉ, Ishizuka Sagen là một bác sĩ quân y thời Edo, à thời xin lỗi thời Minh Trị. Thời Edo cách đây hơn 300 năm đã gì đấy, đã khởi xướng đấy. Và làm sao cái đoạn Hà dịch đúng đoạn khoai và gì nhỉ, và đã lấy một cái gió làm lý tưởng đúng không, risotto shita nhá, đã lấy cái việc gì làm lý tưởng nhỉ? Việc ăn thức ăn Ăn những cái món ăn shin, ăn những món ăn của cái gì nhỉ? Các bạn có biết là Shinomono là cái món ăn, cái thức ăn như nào không không? Nó là đặc trưng của cái thời điểm đó nhá. Mùa nào cũng à, đấy, có đúng nghĩa nhỉ? là ăn món ăn theo mùa đúng không xin? Ăn món ăn theo mùa. Cái việc ăn những món ăn theo mùa mà hái được ở trong vòng gì đây? 16 dặm xung quanh chỗ nào? 16 dặm á. 16 km. Đúng rồi, 16 km trong bán kính 16 km. Của vùng gì đấy? Vùng đất mình của bạn vùng đất mình bản thân sống. Đúng rồi, vùng đất mà mình sống. Tiếp nào.
cái cách suy nghĩ thông qua cái việc ăn uống tiêu Chi san chi số nhá. chi san chi số là Chi tiêu hô san thụ chi hô xe san chi hô sohi. tự cung tự cấp. Đúng Tự rồi, tự cung cung tự tự cấp. cấp, sản xuất tại vùng và tiêu thụ tại vùng luôn. Cái đấy là cái cách suy nghĩ mà dẫn đến cái gọi là gì nhỉ? Tự cung tự cấp là cái việc mà ăn gì đấy? Ăn rau à, ăn rau củ và cá của vùng đất đó, vùng Đúng đất rồi. Của vùng đất đó, của địa phương. Phải điền nhá, đúng không? 43A và 43B. chả biết Mọi người thấy điền gì. nhá. Cô Đúng mê đúng không là nhỉ? Cô mê thì phải là gì mới đúng? thực phẩm cô chính, mê đây là bữa bữa ăn ăn chính chính rồi, đúng không? cô Chính mê là lương thực chính. Vậy loại được mấy mấy? loại được Được một một ba. ba. Đúng rồi, loại được 1-3. Đấy, cô mê người ta không gọi đấy là cơm kiểu Nhật hay là cơm kiểu Âu đúng không, mà cô mê nó là cái thực phẩm chính, cái lương thực chính. Bởi vì sao? Ở trên có băng với lại mê đấy. Đấy, còn 2-4 đúng nhỉ, 2-4 mọi người lại nhìn cái vế sau đúng nhỉ. Nếu như chọn gạo làm thực phẩm chính trong cái suất ăn thì cái thức ăn gì đó tăng lên nào, nó là thức ăn kiểu Tây hay kiểu Nhật? Ây à, Kiểu không, kiểu kiểu Nhật chứ. tại Kiểu sao Nhật. kiểu Nhật hả Thoa? Tại vì cái này là đang nói đến món ăn Nhật, đang chủ yếu chọn cơm thì là món ăn ở bên Nhật người ta mới lấy cơm. Bạn Không đang suy diễn thôi Thoa, không không phải. Có không một cái, có một cái đây, có phải chỗ là lấy đồ. tự cung tự cấp không Đúng xem nhỉ? rồi, tự cung tự cấp đây Tự này. cung tự cấp. Tôi thấy em Đây vẫn nghĩ là nhá, phương Tây là bánh mì với cả cũng được, thực ra nghĩ vậy được, cho không nên là sai, chọn nhưng mà cái đúng hơn là cái đây nhá, ăn những cái gì nhỉ, ăn rau ăn cá của địa phương đấy, thì đấy phải là món gì, bốn món phố kiểu à. Nhật đấy. Còn kiểu Tây là sai đúng nhá, kiểu Tây là bò bít Bánh tết này, rồi thì king crab này mì. đúng không, Bò sốt vang. bốn đúng không nhỉ. Nếu gì Đúng. đây, nếu như chọn gạo làm thực phẩm chính của các suất ăn thì cái gì đấy, cái thức ăn theo nấu theo kiểu Nhật cũng tăng lên và nó dẫn tới việc sử dụng nhiều đúng nhỉ, các loài thủy hải sản đấy, và rau mà hái được ở địa phương nhá, bốn là đúng này. Rồi tiếp theo này, tôi sẽ mời nào khoa dịch đoạn này nào. Đó, đó. Mạng em nó bị đơ nếu như mà chọn à, đây ra về bà. Nếu như mà chọn những thứ ở xung quanh chứ không phải là những nguyên liệu nhập khẩu. Nếu như chọn những thứ gần gũi thân cận xung quanh chứ không phải là những cái nguyên liệu nhập khẩu Thì cái suy nghĩ thì thì nó cũng sẽ sẽ, đạt được đúng rồi, nó sẽ đạt được cái cái cách suy nghĩ nghĩ hư đồ giải nghĩa ở mày đây đi nhá, thì giải nghĩa ở đây luôn, tối ưu mà. cái suy nghĩ mà có nghĩa là hạn chế lượng CO2 à, Đúng rồi, hay sao CO2. sao lượng CO2 thải ra trong quá trình vận chuyển. Đúng rồi. Và cũng để Cũng để cũng để tạo ra tôi sẽ tạo ra cơ hội học để biến cái gì hỏi đó chứ đúng không? à biến biến Cũng để biến cái việc sử dụng biến cái việc sử dụng các loại nông sản ở địa địa phương phương nhá. nông nghiệp địa phương nông sản mà sản vật nông nghiệp địa phương Đúng rồi. thành cơ hội học hỏi Thành cơ hội học tập đúng không? thành cơ hội học tập cũng để làm được điều đấy thì muốn thư các tay muốn sử dụng các loại nguyên liệu địa phương hơn hiện tại à? Hơn bây giờ hơn cho đến hiện Hơn tại từ trước đến nay, hơn cho đến hiện tại, đúng rồi, tức là để biến cái việc sử dụng cái này thành một cơ hội học tập đúng nhỉ. Đấy, cơ hội học tập thì muốn người cái ta gì, sử dụng bữa ăn học tập cái
có phải sử dụng bữa ăn không? Không phải sử dụng bữa ăn thì không phải là Không, trợ lúa được đúng không? Đấy, để học tập về cái chế độ cung cấp dinh dưỡng, học tập các chế độ về suất ăn ấy, thì gì nhỉ, mong muốn là sử dụng cái thực phẩm địa phương hơn mức hiện tại. Tiếp theo này, tiến nào dịch giai đoạn này nào. cái Không phải cái tỉnh tiến ạ, nó là cái bộ em ạ, tỉnh cái bộ dài ngoãng, không biết là nãy sẽ đọc ai nhớ không, bộ văn hóa thể bộ thao văn hóa thể thao du cái gì, lịch khoa học và môi trường giáo dục văn hóa thể đã thao khoa học công nghệ. cái Khoa học công nghệ chứ không Thôi, cái bộ dài dài đúng nhỉ, cái bộ dài quyết dài. định bộ 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 đấy đã quyết định rằng là cái mục tiêu thực hành phần ăn có gạo trong năm 85 rằng là một tuần thì vài lần đấy, Ba lần. ba lần đúng không? Tuần ba lần, và chính vì cái việc đấy nó được Chặt C hoàn thành. hoàn thành, cho nên cái việc mà từ cho nên là đã Từ cái việc năm mà sau. từ năm sau người ta đã tăng lên từ tuần lên lên ba lần Từ 3 lần trở lên đúng không? à, từ 44 ba em lần điền trở cái gì lên hả Tiến? số 3 Đúng rồi, tại sao? thì người ta bắt đầu làm cái đấy thì cái này nó hợp lý thôi. Quyết định. Quyết định, đúng rồi. Quyết định nhá. Đấy, ấn định thì sẽ là số 3. Một ký tê là gì nhỉ? Đến Ký tê là đến. Mi tê tự. đấy. Mi tê tự là nhìn, xem, coi như, không phải. 4. Gia tê đự. Mặc dù bình thường ấy từ gia đự có thể thay cho từ sư đự, nhưng tại sao không thể chọn 4 ở đây được? Bỏ ní chắc là chọn Vâng, được. cái Bỏ này ní đi á? Không phải. người ta đang thực hiện cái đấy. được thực hiện cái đấy thì có cái ní tê, mình có cái cấu trúc học cái Đúng đấy, rồi, còn cấu mà trúc là ní ní giáp sư tê chứ thì không phải là chưa. ní nha đự. Đúng rồi, À, chọn ý. Bởi vì là gia đự nhá, là cái từ mang tính chất hanashi kotoba, cái từ mang tính chất văn nói. Còn đây là một cái biểu hiện là kakikotoba văn viết đúng không? Không dùng. Tiếp nào. cũng có cái phản đối từ cái thế giới Không và phải, không phải cũng có cái. Câu này là nó có noa, vậy thì dịch được no là gì? thì cái việc mà Không phải tuần cái việc. Cái nguyên nhân em ạ. cái nguyên nhân là tuần tăng suất ăn lên 4 lần Tăng chưa? không thể tăng, Không không thể thể tăng. đã không tăng. Cái nguyên nhân mà đã không thể nào tăng được một tuần lên 4 lần ấy Thì là bởi vì sao? do có cái phản đối Đúng từ cái rồi, bởi vì nó có cái sự phản đối mạnh mẽ đúng không nhỉ? từ cái bên là Từ đâu? cái Từ giới bánh. sản xuất bánh mì, Đúng rồi, từ cái giới sản xuất bánh mì. Họ nói là nó là người ta nhận cái đả kích. họ đã chịu cái gì nhỉ? Họ đã chịu cái sự đả kích, họ đã chịu cái sự thiệt hại đúng nhỉ? Hoặc là nhận được cái sự phản đối từ gì đây? Từ cái Chi chi tài cái gì chỉ thế cơ khu tự quan hành chính à? khu tự trị à? Không phải, từ cái địa phương nhá, nó giống chi hô ấy. Địa phương mà cái Từ địa phương họ nói là gì đây, nó sẽ thiết tăng bị gánh nặng cho gì đây nhỉ, thiết bị phụ cho trách setsubi, cho các thiết bị ở trong cơ sở đúng không? Ví dụ như là gì đây? máy làm bánh mì, máy Đúng rồi, máy làm cái gì bánh đấy máy, không không phải bánh mì, đây là ăn cơm mà, nồi cơm à, điện thế đúng thì không nhỉ? mình và Ví dụ rồi là trộn nồi cơm cơm điện rồi là bình thường nấu thì có thể canh nấu được 10 thì năm, nếu như một ngày nấu một bữa, bây giờ nấu một ngày 3 bữa, chưa kể bữa đêm đói đói lại mang ra cắm thì chỉ được 2-3 năm thôi. Không được, người ta phản đối. Rồi như vậy là đúng là 3 nhé các bạn nhé. Quyết định cái gì đó. Tiếp theo. Xin mời Tú nào. Dịch chuyên xe đoạn còn lại nào. từ chỗ chia sang chi số xin nhé. Nếu mà suy nghĩ rằng là tự cung tự cấp ấy thì những cái như là đưa vào từ từ nhé, xin nhé. Cái cụm này này, cứ hư nô yếu chi mô mà đá được nhá, có nghĩa là vẫn cần, vẫn còn chỗ để mình làm điều đó. Vẫn cần phải Đúng rồi, vẫn cần phải.
Nếu mà Cũng cần suy nghĩ phải thực hiện các cái biện pháp đúng không? Như là là đưa vào Kumeo Hoshu Katta Bang, đưa vào cái gì nhỉ? Cái bánh mì mà bánh sử mì dụng được làm từ bột gạo à? thúy. Bánh mì làm bột gạo. Nghe ổn cá thi nhỉ? Thật thế. Thì đúng rồi, nhưng mà nó người ta bảo thế, biết đâu có người chế tạo ra bánh mì làm từ bột gạo sao? Tiếp. Cái lượng gạo tiêu thụ ấy của một người ấy, thì năm ngoái thì là 59 cân, Đúng rồi. và lượng tiêu thụ gì đấy, chi các cự mày nô han bươn là sao? Nó là một nửa. Đúng không? Ủa Hanseki chi các cự mày nô han bươn có nghĩa là gần bằng một nửa của nửa thế kỷ trước á, xin thế. Ừ, bằng một nửa của gần nửa thế kỷ trước là cái À, thời điểm mà cái thời điểm mà tiêu thụ nhiều nhất, đã tiêu đúng thụ nhiều rồi, nhất. đúng rồi. Ở N3 có bài đọc hiểu là người Nhật ấy trong vòng 50 năm ấy đã giảm lượng tiêu thụ gạo bình quân từ 120 cân còn 60 cân đấy. Tiếp nào. Và cái lượng tự cung cấp, à cái tỷ lệ tự cung cấp cái nguyên liệu này, socrio này, thì vào năm 1965 nó đã giảm từ 73% xuống còn 41% vào năm ngoái. Ừ, đúng rồi, cái tỷ lệ tự cung tự cấp ấy nó đã gì nhỉ? Giảm từ 73% vào năm 65 còn 41% vào năm ngoái. Cái mê bút sự này là gì hả sinh nhỉ? Mê phút sự nhá. Mê Các phút có ai sự. biết đây là tên nước? Em có biết nước nào không? Đây là tên của hai nước. Mỹ Đúng rồi, Mỹ Mỹ với và gì? là Phật. Mexico. Pháp. Đoán lại. Nước Pháp nhá, bạn nhá. Mỹ và Pháp. Hai số đối chiếu Mỹ. Đối chiếu, so sánh. Nếu mà so sánh với các nước vượt quá 100% như là Mỹ và Pháp thì nó đang ở một cái, ở trong các nước đang phát triển ấy, thì nó đang ở Không không phải mức đang phát chuẩn, triển, xem đang xin phát quốc triển, ngữ là đã phát triển. à ở trong các nước đang đã phát triển thì Ờ nó đang ở mức tiêu chuẩn thấp nhất rồi. đúng rồi, nó là ở tiêu chuẩn thấp nhất. Câu cuối. Cái việc gọi là tỷ À, lệ bây giờ cung chọn đáp án đúng không nhỉ? Tú chọn máy là Tú. em chọn hai, can gai rượu nổ Đúng rồi, tại sao lại là hai biết không? Đằng sau là danh từ này. Đằng sau là gì đấy? Đằng sau là danh từ Để nhá. số 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 ký cứ tự đi cơ đe được. Như vậy thì cấu trúc của nó ấy là gì các bạn nhỉ? Phải là N1 là qua quá N2 đe được. Hoặc là gì đây mọi người? Hoặc là cái N1 đã được thay bằng cái gì? Thay bằng nồ qua hoặc nồ nô ga quá đấy, hoặc là nồ gì nhỉ, nồ mố. mố. Nồ mố đúng rồi, N2. Cái danh từ nó được thay bằng từ nô đấy, đây là lý do chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án số 2, là đáp án chính xác. Vậy thì khi chọn được đáp án 2 rồi ấy, thì từ nô là từ gì? Cái việc Đúng rồi, cái việc. mà suy nghĩ rằng cái tỷ lệ tự cung cấp lương thực Đây và là suy nghĩ đến nhá. Cái việc suy nghĩ đến. việc suy nghĩ đến cái việc tự cung Không không cấp. cần việc nữa, người người ta cho vào vậy thôi. Chứ mình dịch là suy nghĩ đến cái này thôi. Cái việc mà chúng ta suy nghĩ đến tự cung cấp lương thực, hay là Ờ và những và người nông dân đau khổ khi phải tách xa khỏi lúa gạo, đúng rồi. thì Cũng là đúng không? đây cũng là một cái gọi là gì nhỉ, vừa dịch bên trên lại Giáo quên, dục về ăn giáo uống dục đúng về nhỉ? ăn uống. Đúng rồi. Một không đúng vì sao? Giả Nổ sử chúng ta đế. nếu mà nổ nhá, vì suy nghĩ thì đằng sau nó có phải là cái danh từ đứng trơ trọi này không? Thông thường nếu Không. mà là vì ấy, đằng sau là một cái gì nhỉ? Nổ đế.
nó là quan hệ nguyên nhân kết quả. Nếu mà đằng trước là vì đúng không, thì đằng sau phải là gì? Kết quả của đằng trước. Đằng Kết sau quả phải của là cái đấy. cái, đằng trước là nguyên nhân, đằng sau là kết quả. Kết quả thì thường nó phải diễn tả một cái bằng cái động từ hoặc là bằng tính từ nào đấy, không phải là tự nhiên cái kết quả một danh từ được, đúng không nhỉ? Số 3, Nô ní ấy vậy nô mà. ní ấy vậy mà, không có cái sự đối lập gì hết. Số 4, Nổ ố, ố nô nổ ố, ố, sao được nhỉ? nô ố thì không thể là nô thì đằng sau phải là động từ đúng không? Như vậy Động đấy phải từ là đúng không? mộ nhá. Đấy, như vậy là 2. Có bạn nào đúng hết cả bài này không? Đúng hết nè, em đúng Pha đúng hết hết à? Tú đúng mấy câu? Cư ơi. Đúng là bù lại được cho bài trên. đúng hết này. Biết đáp án là mấy Lần đầu mình tiên chắc đúng đấy, được một thì hai bài câu này rồi. ấy khi làm nhá các bạn nhá, không có ra để đọc gì hết đâu, đây là gọi là cho bạn, các bạn hiểu thôi, đọc thì chỉ xem qua qua vài câu xung quanh thôi đấy, để lướt ý của nó, thì đấy là cách làm bài này. Lần đầu tiên em bị sensei ép cho nên mới làm kiểu chọn người đấy, chứ không toàn đọc hết mất thời gian. Đọc hết đi thì cũng phải đọc lướt, đọc nhanh thôi, chỉ đọc gọi là cùng, gọi là dây dưa lắm thì đọc trong Thì khoảng đúng, thì 8 phút em cũng không có chứ đừng đọc đọc nhiều lại, tức là quá mất đọc. thời gian. Rồi hôm nay chúng ta dừng đây, hẹn gặp lại mọi người vào buổi sau nhá. Thứ sáu các bạn chuẩn bị bài đọc cho buổi thứ sáu đi nhá. Minasan kyou no jiu yo kore de owarimasu. Gosei chou itadaki arigatou gozaimashita. Minasan mata ne.